Chào bạn, mình là Vĩnh từ Vĩnh XD. Thì hôm nay mình sẽ review nhanh cho các bạn một cái plugin của Google tên là Gblock. Thì cái plugin này sẽ giúp các bạn, nó sẽ có một số widget và extension giúp các bạn thiết kế header và footer. Nhưng mà thật ra thì footer không cần phải đến cái sử dụng đến Gblock. Thiết kế header một cách có nhiều tùy biến để các bạn thiết kế header hơn. Ở đây thì nó sẽ có một số widget, ví dụ như là giỏ hàng. Ở đây mình cái giỏ hàng này mình thiết kế bằng Gblock, đăng ký, link tác giả, đăng nhập. Mấy cái này thì mình nghĩ là chỉ có web siêu lớn thì mới cần đến mấy cái widget này. Rồi các widget còn lại, breadcrumb này mình nghĩ cũng không cần. Site logo thì nó chỉ là một tấm ảnh chèn một cái link mà thôi, nhưng cũng không cần. Có ba cái widget mình nghĩ là hay nhất, đó là menu. Menu ở đây thì đây là một cái menu mình thiết kế bằng Gblock. Thì nó sẽ cho các bạn có một số tùy biến nhất định, không nhiều nhưng mà đủ để xài. Ngoài ra thì nó sẽ còn cho phép các bạn chỉnh tùy biến khi mà hover hoặc là active, tức là các bạn vào trang giới thiệu đúng không, thì nó sẽ hiển thị trắng, nó sẽ hiển thị nền nền vàng như vậy luôn nếu các bạn quy định. Ngoài ra thì nó còn có quy định mobile, mấy cái hamburger menu chẳng hạn. Rồi tiếp theo là cái search. Search này thì dành cho các bạn dùng website mà có nhiều nội dung cần tìm kiếm, thì cái hộp search nó sẽ tương tự như vậy đi. Thì các bạn có thể tùy biến cũng khá là nhiều thứ trong cái hộp search này. Các bạn có thể thay đổi tên, các bạn có thể đổi nền, các bạn có thể chọn đổi đối tượng tìm kiếm ở đây. Rồi tiếp theo nữa là cái phần hamburger menu này, hamburger menu panel. Thì nó mình sẽ sâu hơn cho các bạn. Thì hamburger menu là cái này, cái màu xanh này ở đây. Thì cái phần hamburger menu thì mình thường là mình sử dụng để thiết kế cái mobile menu. Nó sẽ cho phép bạn tạo một cái template bằng Elementor, sau đó gắn cái template đấy vào cái nút khi mà các bạn nút hamburger này, khi mà các bạn click vào. Nó sẽ cho phép bạn tùy biến nhiều hơn cái phần menu trên mobile, tại vì nó là template Elementor mà. Rồi, đó là một cái widget khá là mình hay dùng của Gblock. Tiếp theo thì ngoài ra thì nó còn có một cái hai cái extension mình nghĩ là rất là hay, mà gần như là cái web nào mình cũng dùng mấy cái extension này. Đó là sticky header. Nó là sticky section, tức là nguyên cái mục này được cố định khi mà mình kéo. Mình sẽ sâu cho các bạn thấy nó như thế nào. Bạn để ý là cái header này sẽ luôn cố định khi mình kéo, dù mình kéo tới đâu đi chăng nữa. Nó sẽ giúp các bạn, giúp khách của các bạn điều hướng đến mấy cái mục trên website dễ dàng hơn. Tại vì họ không cần phải, ví dụ kéo xuống đây xong kéo lên đây thì mới thấy menu, mà lúc nào nó cũng nằm ở đây cả. Các bạn khách hàng sẽ điều hướng website dễ hơn. Thì nó sẽ nằm ở phần bạn chọn một section, chọn nâng cao, chọn yes sticky, thì nó sẽ có phần sticky section đây. Bạn chỉ cần chọn thì nó sẽ cố định cho các bạn. Thậm chí là nó có một số setting, ví dụ như là quy định nền rồi bỏ bớt padding hoặc là padding rộng hơn. Rồi các bạn có thể cài đặt cái này, tự ngò về phần cài đặt cái này. Tiếp theo thì cái hay nữa đó là phần column order. Column order tức là chỉnh thứ tự của cột. Ví dụ mình sẽ ví dụ với lại cái này. Ví dụ ở đây thì mình có section này, nó sẽ hiển thị như vậy ở trên mobile chẳng hạn đi. Thì mình tại vì mặc định là cái làm thôi. Mặc định thì nó hiển thị như vậy đi, và mình muốn cái menu này nó nằm ở bên góc trái,
tại vì không có menu nào nằm ở giữa cả. Nhưng mà hiển thị trên desktop thì chắc chắn là phải nằm ở giữa rồi. Vậy thì mình phải quy định lại cái thứ tự hiển thị. Bây giờ mình sẽ quy định hiển thị ví dụ như vậy. Mình muốn cái logo là nằm đầu thì mình sẽ cho nó là một. Mình muốn cái nút nằm thứ hai thì mình sẽ đặt nó là hai. Và mình muốn cái nút hamburger này nằm cuối cùng thì mình sẽ đặt nó là ba. Thì đây, các bạn có thể quy định được cái thứ tự hiển thị của các cột ở trên mobile khá là đơn giản, và mình nghĩ là nó rất là cần thiết nếu các bạn menu của header của các bạn có nhiều hơn hai element, tức là chỉ có logo với menu thì dễ rồi, nhưng mà tự nhiên chèn thêm cái nút nữa thì nó sẽ rất là khó nếu các bạn muốn hiển thị đẹp trên mobile. Rồi thì đó đó là những cái thứ mà mình nghĩ là hay ho ở trên Zblock. Cái Zblock này thì giá của nó là 19 đô và mình nghĩ là vẫn vẫn khá là cao so với lại cái chức năng của nó có sẵn. Nhưng mà nó nếu mà bạn mua toàn bộ công cụ của Google Blog thì nó là 130 đô, thì coi như là tiết kiệm Zblock tới 60%, thì nó sẽ rất là hay hơn. Phần Google Blog thì mình cũng có một bài review chi tiết rồi, thì các bạn có thể xem ở phần mô tả của video này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.